mình. Phew, thật may mà. Ai muốn xin chữ ký nào? Ồ, Lillian. Lúc nào cũng... Lillian, bạn xem cái này chưa? Clip này rất hài hước đó. Ồ, điện thoại của mình hết pin rồi. May là mình có sạc dự phòng nè. Mình hết pin rồi. Sharon, mình mượn sạc dự phòng của bạn được không? Được chứ, đây nè. Cảm ơn. Sạc. Cái gì? Sạc dự phòng này đang sạc từ điện thoại của mình. Hư rồi. Để mình kiểm tra. Đây. Nè, nó vẫn còn tốt mà. Đưa nó cho mình. Lần nữa nha. Điện thoại của mình. Nó đâu rồi? Ủa? Mình nên mang nó đi. Thật kỳ lạ mà. Tất dài vàng. Wow. Thật may mắn. Tất dài kim cương. Thật là siêu may mắn. Chiếc tất rách. Dù vậy, nó vẫn sạch mà. Sharon, điểm A. Thật may mắn. Lillian, điểm A. Vậy thôi hả? Tốt thôi. A cộng. Cảm ơn thầy. Chủ đề của hôm nay. Cười cái gì vậy? Ai làm điều này? Không phải em mà. Archie, em đã làm điều này ư? Sao lại là em được chứ? Tủ của mình. Yeah, nữ hoàng trường học. Và vương miện. Và những bông hoa. Dễ thương quá à. Chào Sharon nha. Vương miện dễ thương đó. Tiếng gì vậy? Ai đây? Archie, bạn đang làm gì đó? Mình bị kẹt ở đây. Ra ngay. Bạn ổn chứ? Giờ mình ổn rồi. Cảm ơn. Sharon, đọc đoạn đầu tiên đi em. Cảm ơn. Sophie không ngủ được. Ánh trăng rực rỡ đang chiếu ngay dưới gối cô nàng. Mình cũng buồn ngủ. Mình ướt có cái gối. Mình sẽ không để nó xảy ra. Yên lặng. Tiếng gì đó? Archie, phòng học phải yên tĩnh. Ra ngoài đi. Nhưng em không phải là người ngủ gật mà. Lillian, được rồi. Tất nhiên. Đắp chăn vào nào. Ngủ ngon nha. Em nên đọc thầm thôi. Này các bạn à, ai muốn đi tiệc nào? Đến đây đi. Yeah, mình thích tiệc lắm. Đây có phải là đồ uống không? Yeah, mình tham gia nha. Mình nghĩ vậy. Vào tủ. Này. Mình đã nói vào tủ rồi mà. Cái gì? Cuốn sách nổi loạn. Lillian, Sharon, mình cần bạn giúp. Gì vậy? Cuốn sách đang từ chối vào tủ nè. Không gì to tát đâu mà. Rồi đó, chúng mình đi tiệc tiếp đây. Dễ quá vậy. Tốt thôi. Sao mình lại lấy cuốn sách này mà không phải ai khác chứ? Thầy chúng mình sẽ bị mắc bẫy. Xong, chạy thôi. Archie, lại trễ à. Vào đi. Cảm ơn thầy. Archie, thật hài hước mà. Archie đã bị mắc bẫy rồi. Dù sao thì trò đùa cũng thành công. Em đã làm cho thầy cười. Các cô gái, đó là trò đùa tuyệt vời. Archie, ra ngoài. Em hả? Tại sao?
chúng mình đang bắt đầu lớp học với bài kiểm tra. Mình sẽ tin vận may của mình. Câu trả lời là gì đây? Mình quên hết rồi. Dù sao thì mình cũng không nhớ. Thôi kệ đi. Xong, nộp ngay. Gì đây? Bài kiểm tra Lilian, mọi thứ đều chính xác. Yeah, thầy cho em điểm A nha. Wow, mình cũng muốn nữa. Cư xử thật kinh khủng mà. Sharon, thầy cho em điểm B. Tốt thôi. Hả? Sai hết rồi. Thùng rác. Ô không. Archie, lại là em à. Đây là điểm F nha. Thật không công bằng. Chào, mình sẽ lấy cái này. Không thể tin được mà. Bạn đã mua hàng giảm giá nên sẽ nhận được giải thưởng. Một cây bút miễn phí. Yeah, cảm ơn nhiều nha. Cô nàng thật may mắn. Đúng vậy. Không thể tin được. Bạn là khách hàng thứ 1000. Bạn nhận được một ba lê đầy tiền nè. Wow, không đời nào. Mình giàu to rồi. Hôm nay thật là. Mình có được gì không? Ừ, xin chúc mừng. Bạn đã trở thành nhân viên thu ngân mới. Ừ, khoan đã. Ôi trời, sao mình xui dữ vậy nè. Hãy bắt đầu kỳ thi. Mỗi người nhận một đề bài khác nhau. Không khó chút nào. Ồ không. Thật điên rồ. Lilian, em trước đi. Chọn một đề bài. Cứ để cái này. Mình phải nghĩ. Câu trả lời là 4. Tuyệt, em đã học rất kỹ. Tốt lắm Lilian. Tiếp theo, Sharon. Lên nào. Em hả? Chọn một đề bài đi. Cái này. Mình biết rồi. Xem nào. Câu trả lời là 25. 5 x 5. Đúng vậy, em đã vượt qua bài kiểm tra. Yay, mình làm được rồi. Giờ đến lượt em đó. Em, thầy chắc không? Ok. Đề bài của em. Cái gì? Sao nhiều quá vậy? Archie, làm bài đi. Em có thể làm được. Đáp án rất là dễ. Thật không? Câu trả lời là 3. Không, là 2. À không, là 1. Sai rồi. Em nhận điểm F. Thật không may. Thầy đã chấm bài kiểm tra rồi. Lilian, xuất sắc. Yay. Sharon, rất tuyệt. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Còn em đạt mấy điểm hả thầy? Đây nè. Cái gì? Lại là điểm F nữa. Đã bao nhiêu điểm F rồi? Các bạn ơi, giúp mình đếm xem thầy đã cho mình bao nhiêu điểm F rồi nha. Bình luận xuống phía dưới giúp mình. Này Archie, em đang nói chuyện với ai vậy hả? Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Tốt nghiệp. Mình bị điên. Hãy bắt đầu chúc mừng học sinh tốt nghiệp nào. Archie à, thầy trao cho em cây bút chì này nè. Cảm ơn thầy. Sharon, thầy có nhẫn vàng cho em. Nhẫn? Có thật không? Cảm ơn thầy. Nhẫn nhát vàng. Lilian, thật tuyệt phải không? Mình có bút chì nè. Còn em nhận được vòng cổ kim cương. Không thể tin được mà. Thật may mắn. Mảnh vụn. Nó được bao phủ bởi kim cương. Và mình có bút chì. Và chiếc dầm gỗ. Tạm biệt các học sinh tốt nghiệp nha. Các em sẽ luôn ở trong tim của thầy. Đừng quay lại nữa nha.